Chấp 154 ta trời sinh đã là nhân vật phản diện. Công tử, ngài về rồi sao? Ừm, mấy ngày nay, Chu Tước cổ quốc có phát sinh chuyện gì không? Không có, Chu Tước cổ quốc rất an bình, các thiên kiêu trong thư viện cũng dốc hết sức ra tay tiêu diệt tuyệt âm chi họa. Nhưng nghe nói Huyền Vũ cổ quốc đã xảy ra chuyện. Ồ, Huyền Vũ cổ quốc. Nghe nói bản nguyên của nhiều vị thiên kiêu bị thôn phệ hầu như không còn, chắc là người thừa kế ma công ở trong đội ngũ của bọn họ. Là họ, Thanh ca đã đến Huyền Vũ cổ quốc rồi sao? Xem ra đang nhắm về phía Tử Dương Thiên Quân có xung đột với ta. Phần tâm ý này có chút, có chút đáng yêu. Hai, vậy thật đúng là nguy hiểm, hy vọng Tử Dương Thiên Quân và các vị khác bên phía Huyền Vũ cổ quốc đều bình an vô sự. Công tử tâm thiện. Hạo Nhi, Hạo Nhi, con không sao chứ? Phụ hoàng. Những tuyệt âm sinh linh ngoài cửa ra kia đều đã được giải quyết. May mà nhờ có Hạo Nhi, nếu không chu tước cổ quốc sợ là sẽ, phụ hoàng nói quá lời đây là việc con nên làm, nguy cơ tạm thời đã được giải quyết. Báo cáo bệ hạ, vừa rồi những cửa vào khác cũng bị các thiên kiêu của chân tiên thư viện liều chết giải quyết. Phụ hoàng bốt giận, nhưng dựa theo tiến độ hiện tại mà thấy, cố trường ca dẫn đội tiêu diệt tuyệt âm sinh linh, quả thật không nhiều bằng ta, cũng không biết hắn đang dở trò quỷ gì. Hừ, còn không phải sao, người làm việc không ra sức. Hạo Nhi, cơ sư muội của con đâu? Gần đây cũng không thấy con bé. Cơ sư muội muội ấy nói có chuyện quan trọng nên rời đi trước. Đúng rồi, Đường Uyển cô nương đến rồi, đang ở Ngự Hoa Viên chờ con. Uyển Nhi, muội ấy đến khi nào? Đến trước cả con. Đi đi. Uyển Nhi, sao hôm nay muội lại có thời gian đến đây? Gần đây không bận lắm, đột nhiên nhớ tới một chuyện, muốn thương lượng với Sở Hạo ca ca. Hả? Chuyện gì? Uyển Nhi biết Sở Hạo ca ca có chút xung đột với Cố Trường ca, nhưng hắn thủ đoạn độc ác, phong mang quá thịnh, Sở Hạo ca ca, chúng ta có thể nhịn thì nhịn đi. Uyển Nhi sao lại nói vậy, không phải muội chịu ủy khuất gì chứ? Không, không có, Uyển Nhi sao có thể chịu ủy khuất chứ? Sở Hạo ca ca, huynh phải tin ta, tuyệt đối không được làm địch với Cố Trường ca, như vậy hắn sẽ không đối phó huynh, Uyển Nhi thật sự không muốn huynh xảy ra chuyện, hứa với ta được không? sao uyển nhi lại vô duyên vô cớ nhắc đến cố trường ca còn muốn ta cẩn thận ý đồ của hắn chuyện gì đã xảy ra vậy thì tốt rồi hừ lại để cho ta một mình tìm cố trường ca ngươi đang thảnh thơi ở đâu vậy muốn ta tìm tuyệt âm bản nguyên ngươi vậy mà từ đầu đến cuối không thấy bóng hình đâu ta không phải thủ hạ của ngươi ngươi một chút sức lực cũng không ra có thể chấp nhận không hệt như tiểu oán phụ ta còn tưởng rằng cô không muốn gặp ta chứ Ta ngược lại muốn xem ngươi giải thích như thế nào. Vất vả cho cô rồi sở sở, một mình cô phải chú ý an toàn. Hắn có lẽ là đang bận cái gì chuyện quan trọng rồi, thôi, một người tìm cũng không sao. Hôm nay Uyển Nhi rất lạ, giống như có nỗi khổ khó nói, ta phải tìm ra chuyện gì đã xảy ra. Vân Ý lâu, Uyển Nhi tới đây làm gì? Đến rồi, muộn hơn nhiều so với giờ hẹn, ta sắp ăn no luôn rồi. Xin thứ lỗi, chủ Thôi, không cần miễn cưỡng. Ngồi đi, uống với ta hai chén. Vâng, cố trưởng ca. Uyển Nhi sao lại đến gặp hắn? Thương nhân trục lợi, sẽ không phải là gia tộc Uyển Nhi ép muội ấy lấy lòng cố trưởng ca chứ. Ngươi yên tâm, ta từ trước đến nay nói giữ lời, chỉ cần sở hạo không trêu chọc ta, ta sẽ mặc kệ hắn. Dù sao ta dẫm chết hắn cũng đơn giản như dẫm chết một con kiến. Thật, thật chứ. Tùy tiện dẫm chết ta, cố trưởng ca lấy đâu ra tự tin đó. Hai, Trường Sinh cố ra quyền thế thông thiên, xem ra Uyển Nhi cũng bị gia tộc lợi hại ép bức, mới không tiếc như thế. Ừ, cái mà gì chân tiên chi tư, cũng chỉ là dựa vào gia tộc thế lực áp bức tiểu nhân mà thôi. Ta, ta đã khuyên Sở Hạo ca ca buông bỏ ân oán với ngài, lòng dạ hắn rộng lớn, sẽ không ghi hận trong lòng đâu. Buồn cười, hắn có cảm xúc gì, ta cần để ý sao? Huống chi ta tìm ngươi cũng không phải vì chuyện đó. Vậy, vậy ngài tìm ta là vì chuyện gì? ta là thấy tư sắc của ngươi khá được nghĩ đến có cần thêm thị thiếp làm ấm giường không hiếp người quá đáng ta muốn chém ngươi thành trăm mảnh bầm thành vạn khúc bầm xương thành cho hình thần câu diệt ngài đừng nói đùa nếu ngài có ý nghĩ với ta đã sớm động thủ làm sao có thể đợi đến bây giờ ai nói đùa với ngươi cổ ta mỏi rồi lại đây xoa bóp cho ta đi ừ được ta biết rồi sao lại vui buồn thất thường thế này cũng thật bình tĩnh Uyển Nhi không phải là loại cô nương không có chừng mực, nếu ta liều lĩnh xông vào, có lẽ sẽ chỉ làm cho tình cảnh của muội ấy càng kém hơn. Cô Trường Ca khốn khiếp. Nỗi nhục hôm nay ta nhớ kỹ, có một ngày, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận. Được rồi, ngươi về đi, trời không còn sớm nữa, sắp tối rồi. Hở, thật nhẫn nại, không tiếc cùng màu với rau hẹ. Nếu đã như vậy, trước hết ta sẽ thay đổi khẩu vị. Tử Dương Thiên Quân cũng đã nhảy nhót đủ lâu rồi huyền vũ cổ quốc. Cố trường ca là người thừa kế ma công, còn bằng chứng. Miệng nói không có bằng chứng, làm sao ta tin người. Ta, ta không có bằng chứng, nhưng hắn tuyệt đối không thể tách ra được. Việc này không sai được, tin ta, cùng ta vạch trần hắn. Bên ngoài truyền thân phận của ngươi như thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết. Ta thật sự không phải, tử dương thiên quân đã đuổi theo người thừa kế ma công ra khỏi thành, làm sao có thể vẫn là ta. Vậy cố trường ca dẫn đội ở chu tước cổ quốc xa xôi, hắn là người thừa kế ma công làm sao tới nơi này giao thủ với tử dương đây cái này hắn làm như thế nào ta không biết nhưng tên đó thủ đoạn rất nhiều có thể giả vờ lại có thể diễn ngươi ngươi muốn làm gì rốt cuộc các ngươi có thân phận gì có mấy thân phận đều không liên quan đến ta nhưng hiện tại ngươi quá yếu không có tư cách đối thoại với ta trở về chăm chỉ tu luyện sau đó trưởng thành đến lúc có thể làm cho ta dấy lên chiến ý hẳn đến đối thoại với ta à, 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 à thủ đoạn thật khủng bố, lục quan vương này cũng là một quái vật. Đây là. Tập truyện hôm nay đến đây là hết mất rồi, mọi người xem xong nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like, share video và đăng ký kênh để giúp kênh có thêm động lực ra video nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.